cảm ơn và kính chào quý vị đã đến với bản tin tổng hợp trên kênh YouTube của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên. Sau đây là những tin tức nổi bật nhất trong ngày mà chúng tôi vừa cập nhật. Mời quý vị và các bạn cùng chú ý theo dõi. Hơn 35.800 bị hại vụ Vạn Thịnh Phát sẽ được bồi thường hơn 30.869 tỷ đồng. Sau gần một tháng, phiên xét xử bị cáo Trương Mỹ Lan cùng 33 đồng phạm đã dần đi đến hồi kết. Ngày 17 tháng 10 tới đây, Tòa Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh sẽ đưa ra phán quyết đối với các bị cáo vì những sai phạm trong vụ Vạn Thịnh Phát giai đoạn 2. Trong đó, Viện Kiểm sát đề nghị Hội đồng xét xử buộc bị cáo Trương Mỹ Lan bồi thường toàn bộ hậu quả hơn 30.869 tỷ đồng của 35.828 người bị hại. Giữ nguyên sự tự nguyện của các bị cáo, cá nhân tổ chức khắc phục hậu quả trong vụ án, từ đó tịch thu hơn 1.700 tỷ đồng và đối trừ nghĩa vụ của bị cáo Trương Mỹ Lan. Trong quá trình xét hỏi tại tòa, ngoài bà Trương Mỹ Lan, các bị cáo đều thừa nhận hành vi phạm tội như cáo trạng đã truy tố. Đối với hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản thông qua việc phát hành 25 mã trái phiếu khống và chiếm đoạt hơn 30.000 tỷ đồng của các nhà đầu tư, các bị cáo nguyên là cựu lãnh đạo ngân hàng SCB và những công ty trong hệ sinh thái Vạn Thịnh Phát đều khai thực hiện theo chủ trương của ban. Tương tự, ở tội danh rửa tiền thuộc cấp của bà Lan cũng thành khẩn nhận tội. Đặc biệt, bị cáo Bùi Văn Dũng, tài xế của Lan thì khai, theo cầu của bị cáo Trần Thị Hoàng Uyên, thư ký của Lan, đã nhiều lần tới gặp Trần Thị Thúy Ái, cựu thủ quỹ ngân hàng SCB, để nhận 108 tỷ đồng. Sau đó, bị cáo Dũng vận chuyển về nhà riêng của Lan tại 127 Baxter hoặc trụ sở công ty cổ phần tập đoàn Vạn Thịnh Phát ở 193 đến 203 Trần Hưng Đạo. Từ đó, số tiền này được Lan dùng vào các việc mục đích khác nhau. Đối với tội vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới, các bị cáo khai theo chỉ đạo của bà Lan nên đã lập các hợp đồng khống để chuyển và nhận tiền từ nước ngoài về Việt Nam. Thông qua các hợp đồng khống này, tiền vay được chuyển từ nước ngoài về Việt Nam và tiền trả nợ được chuyển từ Việt Nam ra nước ngoài thông qua hệ thống SCB. Theo cáo buộc, số tiền Trương Mỹ Lan và đồng phạm vận chuyển trái phép qua biên giới là hơn 4,5 tỷ đô la Mỹ, tương đương hơn 106.000 tỷ đồng. Các đồng phạm đã thừa nhận hành vi khai nhận thực hiện theo chủ trương và chỉ đạo của bị cáo Trương Mỹ Lan. Lan lại phủ nhận hoàn toàn cáo trạng và lời khai của thuộc cấp. Đối với việc phát hành trái phiếu, Lan khai năm 2018, bà Nguyễn Phương Hồng, cựu thành viên hội đồng quản trị, phó tổng giám đốc SCB đã mất. Hay nói về vấn đề SCB lâm vào bế tắc vì thường xuyên bị thanh kiểm tra. Sau đó, bà Hồng ngỏ ý mượn các công ty tốt của tập đoàn Vạn Thịnh Phát để phát hành trái phiếu. Bị cáo nghĩ nếu không cho mượn công ty thì có thể SCB sẽ sụp đổ hết. Do đó, bị cáo mới cho mượn chứ không chủ trương phát hành trái phiếu. Bị cáo có biết gì đâu mà chủ trương. Lan cũng khẳng định mình không rửa tiền, cho rằng số tiền chuyển đi nước ngoài ít hơn rất nhiều so với số tiền ở nước ngoài chuyển về Việt Nam. Mặc dù không nhận tội, nhưng Lan lại tự nguyện đem các tài sản của mình ra để khắc phục hậu quả cho trái chủ. Theo đó, Lan đề nghị đem bán siêu dự án Amigo với khu đất Tứ Giác, Nguyễn Huệ, Hồ Tùng Mậu, Huỳnh Thúc Kháng, Ngô Đức Kế, phường Bến Nghé, quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh, dự án 6A ở Bình Chánh, Thành phố Hồ Chí Minh. Ngoài ra, bà này còn mong muốn hội đồng xét xử hủy bỏ kê biên cổ phần tại công ty trách nhiệm hữu hạn FWD Việt Nam, công ty Hợp Thành 1 để bán lấy tiền khắc phục hậu quả vụ án. Những lời nói sau cùng đầy đau đớn. Trong lời nói sau cùng trước khi tòa nghị án, Trương Mỹ Lan không kìm được nước mắt, đôi khi phải ôm ngực để ngăn cảm xúc và hứa sẽ không làm cho đảng, nhà nước và các cơ quan thất vọng, ưu tiên hàng đầu việc khắc phục hậu quả cho hàng chục nghìn người dân. Một mực khẳng định mình không lừa đảo, Lan nói tổ tiên của bà hàng trăm năm tạo dựng cơ nghiệp chưa bao giờ vi phạm pháp luật hay có ý định lừa đảo. Cũng trong lời nói sau cùng, Lan bày tỏ cả cuộc đời mình có ước mơ là xây dựng bệnh viện đa khoa quốc tế, nhà ở xã hội, trường học và mái ấm cho người dân khó khăn. Nhưng đến nay, ước mơ này chưa kịp thực hiện, có lẽ do định mệnh, Lan bày tỏ. Cũng tỏ ra ân hận và tiếc nuối vì phần nửa cuộc đời còn lại phải sống trong bốn bức tường nhà giam. Bị cáo Trương Khánh Hoàng, cựu quyền tổng giám đốc SCB nghẹn giọng. Người ta thường nói thời gian là vàng bạc, nhưng với bị cáo còn hơn cả vàng bạc. Bởi với bức án sắp tới và án phạt 18 năm tù
của giai đoạn 1, bị cáo sẽ phải bỏ qua quãng thời gian đẹp nhất của con cái và bên người thân. Bị cáo sẽ bỏ qua nửa cuộc đời trước đó và sống thật tốt nửa cuộc đời còn lại để biết mình là ai. Có nhiều việc bị cáo làm khiến chị Lan buồn lòng. Nhân dịp này, bị cáo muốn gửi lời tới chị, mong phần đời còn lại của chị thật bình yên, hạnh phúc. Đau lòng trước cái giá phải trả của cô mình, bị cáo Trương Huệ Vân xin hội đồng xét xử xem xét khoan dung giảm nhẹ hình phạt cho bà Trương Mỹ Lan. Khi nhìn thấy cô của bị cáo đứng tại đây với nỗi đau xé lòng, bị cáo trở nên trống rỗng và vô cùng đau khổ. Bị cáo Vân nói lời sau cùng trong nước mắt. Trong lời nói sau cùng, bị cáo Chu Lập Cơ, chồng bà Lan, không xin giảm án cho bản thân mà xin cho vợ và Trương Huệ Vân. Họ có phẩm chất cao quý, thể hiện tình yêu với người dân Việt Nam thông qua những đóng góp trong giai đoạn xảy ra dịch COVID-19. Tôi mong hội đồng xét xử đưa ra mức án nhẹ nhất để họ được sớm trở về phục vụ đất nước, ông Chu Lập Cơ nói. Còn bị cáo còn lại cũng tỏ ra ân hận khi nói lời sau cùng, mong hội đồng xét xử xem xét cho họ khi lượng hình. Theo cáo trạng của vụ án mua bán vận chuyển tàng trữ trái phép chất ma túy liên quan đến bà trùm Vũ Hoàng Oanh, tức Oanh Hà, quê Hải Phòng, Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao, cáo buộc trong khoảng thời gian từ tháng 3 năm 2018 đến ngày 24 tháng 5 năm 2018, Oanh đã lập ra đường dây và chỉ đạo điều hành việc mua bán trái phép chất ma túy từ Campuchia qua đường tiểu ngạch giáp với tỉnh Long An về thành phố Hồ Chí Minh để tiêu thụ. Trong đó, Oanh là đối tượng chủ mưu cầm đầu. Trần Thị Lệ Chi, 49 tuổi, quê Tiền Giang có nhiệm vụ truyền đạt chỉ đạo của Oanh cho Trần Văn Cường, 40 tuổi, ở Hải Phòng và Võ Quang Trung, 64 tuổi, ở Nam Định, đem ma túy đi bán cho Nguyễn Thị Huệ, Trần Văn Thành, Phạm Duy Minh và Phạm Thị Bình. Ngoài ra, Chi còn có nhiệm vụ thu tiền, nhận tiền của người mua ma túy của Oanh bằng hình thức nhận tiền hoặc nhận chuyển khoản, sau đó chuyển khoản hoặc giao tiền mặt lại cho Oanh. Theo cáo trạng, từ khoảng đầu tháng 4 năm 2018, Oanh thuê và trả tiền thuê hai căn nhà cho gia đình Trần Văn Cường, Vũ Quang Trung ở và làm nơi tập kết cất giấu ma túy. Oanh thuê chiếc ô tô 4 chỗ hiệu Vios giao cho Trung làm lái xe và chở Cường đi vận chuyển ma túy từ Campuchia về thành phố Hồ Chí Minh. Trung bình cứ khoảng 5 ngày, Cường và Trung sẽ đi một chuyến, mỗi lần vận chuyển từ 4 đến 8 kg ma túy. Ma túy được cả hai lấy từ kho của Oanh gần sòng bạc tại Campuchia hoặc nhận từ một số đối tượng người Campuchia không rõ lai lịch mang đến. Theo sự chỉ đạo của Oanh, thông qua Lệ Chi, khi cần giao ma túy cho ai, Cường và Trung sẽ chuyển ma túy đi giao cho người đó. Nếu không giao ma túy cho ai, ma túy được chuyển về Việt Nam và được cất giữ nơi Cường ở tại tầng 3, nhà số 68 Nguyễn Ngọc Lộc, phường 14, quận 10. Với phương thức thủ đoạn mua bán trái phép chất ma túy nêu trên, tính đến ngày các đối tượng bị bắt 24 tháng 5 năm 2018, Vũ Hoàng Oanh, Trần Văn Cường, Trần Lệ Chi, Vũ Quang Trung, Nguyễn Thị Huệ, Phạm Thị Bình, Phạm Duy Minh, Trần Văn Thịnh và Đồng Dương Nam đã thực hiện 5 hành vi mua bán trái phép chất ma túy. Hành vi phạm tội của các đối tượng này đã được xét xử tại bản án sơ thẩm số 53 ngày 29 tháng 1 năm 2021 của Tòa án Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh và bản án phúc thẩm số 74 ngày 25 tháng 1 năm 2022 của Tòa án Nhân dân cấp cao tại Thành phố Hồ Chí Minh. Cụ thể, Trần Văn Cường, Vũ Quang Trung, Nguyễn Thị Huệ, Trần Văn Thịnh, Phạm Thị Bình bị tuyên phạt tử hình. Trần Thị Lệ Chi, Đồng Dương Nam bị tuyên phạt chung thân cùng về tội mua bán trái phép chất ma túy. Riêng đối với Vũ Hoàng Oanh, thời điểm đó, bà trùm này đã bỏ trốn khỏi địa phương nên cơ quan cảnh sát điều tra Bộ Công an đã ra quyết định khởi tố bị can về tội mua bán trái phép chất ma túy, sau đó ra quyết định truy nã đối với Oanh. Ngày 13 tháng 10, Công an thành phố Hà Nội tiếp tục cảnh báo về thủ đoạn lừa đảo khi làm nhiệm vụ nhận hoa hồng. Theo cơ quan chức năng, ngày 2 tháng 10,
Công an quận Hà Đông tiếp nhận trình báo của bà H, 47 tuổi, về việc được mời làm cộng tác viên làm nhiệm vụ để hưởng hoa hồng trên mạng. Sau khi được các đối tượng hướng dẫn, bà H đã chuyển gần 600 triệu đồng để làm nhiệm vụ nhưng không rút được tiền. Lúc này bà mới biết mình bị lừa và đến cơ quan công an trình báo. Công an Hà Nội cho biết thủ đoạn của các đối tượng là tuyển cộng tác viên online thanh toán đơn hàng cho các sàn thương mại điện tử hoặc các doanh nghiệp buôn bán sản phẩm. Theo nhà chức trách, mồi nhử của kẻ xấu đưa ra rất hấp dẫn, như mỗi một đơn hàng sẽ được hưởng chênh lệch từ 10 đến 20%. Khi thanh toán các đơn hàng đầu có giá trị nhỏ, nạn nhân sẽ được hưởng hoa hồng. Đến đơn hàng có giá trị cao, nạn nhân sẽ chiếm đoạt tiền. Nhiều người, nhất là những phụ nữ đang nuôi con nhỏ ở nhà không có việc làm hoặc có nhu cầu bán hàng online để kiếm thêm thu nhập, đã bị các đối tượng dụ dỗ tham gia làm cộng tác viên và chiếm đoạt tài sản. Công an Hà Nội nhấn mạnh, cơ quan chức năng đề nghị người dân cảnh giác và tuyên truyền đến người thân, bạn bè về thủ đoạn trên, tránh mắc bẫy của đối tượng xấu. Người dân nên cảnh giác trước những lời quảng cáo việc nhẹ lương cao, chỉ cần ngồi một chỗ vẫn có thể kiếm tiền. Khi làm cộng tác viên thanh toán đơn hàng cho các công ty doanh nghiệp, đơn vị cung ứng hàng hóa dịch vụ, người dân cần kiểm tra rõ các thông tin về hàng hóa và đơn vị cung cấp thông qua nhiều nguồn khác nhau để kiểm chứng tính chính xác nhà chức trách khuyến cáo. Nếu phát hiện ra trường hợp lừa đảo, người dân cần báo ngay cho cơ quan công an để nhanh chóng xác minh, ngăn chặn và xử lý các đối tượng vi phạm theo quy định của pháp luật. Thank you.